trả lại mạng sống cho em trai tôi. Các người bóc lột nó, ép nó làm thêm giờ, không cho nó mặc đồ bảo hộ, nó rơi từ giảm giáo xuống, chết không toàn thây. Các người là một lũ vô lương tâm. Anh bình tĩnh lại đi. Không phải chúng tôi không cung cấp đồ bảo hộ, là do cô ấy không chịu mặc vào. Người chết rồi thì còn nói được gì? Tôi sẽ kiện các người. Lúc đó anh không có mặt ở đấy, anh không được xuyên tạc sự thật. Đừng có lừa dối tôi. Trả lại mạng cho em tôi. Tính lại đi. Trả lại mạng cho em tôi. Bỏ ra. Bố mẹ tôi chết cả rồi, còn có hai anh em tôi sống nương tựa vào nhau. Giờ các người hại chết nó. Tôi biết ăn nói thế nào với vợ con nó đây. Giải quyết chuyện này ổn thỏa, càng sớm càng tốt. Đây là nơi người công nhân rơi xuống phải không? Cô ra đây làm gì? Cô nên ở cùng Sơn để mình nắm rõ được tình hình. Tôi nghe đủ rồi. Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Cứ đúng luật mà làm thôi. Đúng luật? Tôi còn lạ về luật của các doanh nghiệp xây dựng. Dù thế nào, người thiệt thòi cũng là người lao động. Giọng điệu của cô nghe có vẻ như là từng xử lý qua những vụ tương tự rồi hả? Còn tôi, đơn giản, tôi chỉ tuân thủ pháp luật thôi. Không thể yêu cầu người khác chịu trách nhiệm do chính lỗi lầm của mình gây ra. Điều đó sẽ tạo những tiền lệ vô cùng xấu. Anh luôn miệng nói phải tuân thủ pháp luật, nhưng anh chưa hề điều tra đã vội kết luận người lao động tự mình không chịu dùng đồ bảo hộ. Chẳng qua là chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi. Cô có biết mình đang làm việc cho ai và cần phải bảo vệ quyền lợi cho bên nào không hả? Tôi cũng chính là người lao động làm thuê cho anh đây. Cũng từng là người bị hại của chính anh và Hoàng Thổ. Vậy tại sao cô đồng ý làm việc cho tôi? Cô bị sao vậy hả? Chắc cô say nắng rồi đó. Về công ty đi. Tôi chỉ sợ độ cao chút thôi. Cũng là nhờ anh kể đấy. 3 năm trước ở trong rừng, đã rơi từ trên cao xuống thác nước, giống những người công nhân kia rơi từ giàn giáo xuống. Tôi rất hiểu cảm giác phải đối diện với cái chết là như thế nào. Tôi may mắn được cứu sống, còn anh ta thì không. Em có sao không? Em không sao. Tốt rồi. Chuyện hôm trước ở công trường, tôi không cố ý. Xin cô hãy nói lại với tổng giám đốc giúp tôi. Cô ấy là người đã đến nhà em cùng với tổng giám đốc đấy anh ạ. Cô tốt quá. Em tôi vì ngu dại mà mất mạng. Giờ tôi cũng không dám đổ lỗi cho phía công ty nữa, cũng không dám đòi tiền đền bù nữa. Em tôi chết rồi, nhưng còn vợ con nó, không biết sẽ sống ra sao đây.
Cả nhà mình ngồi đợi ở đây, tôi sẽ vào nói chuyện với tổng giám đốc. Anh hãy ra bảo họ về đi. Sau đó cầm 300 triệu sang nhà nạn nhân, đền bù cho vợ con của họ. Nhưng công ty có làm sai luật đâu mà phải đền bù. Tôi có nói là lấy tiền công ty à? Là dùng tiền của tôi. Nhưng mà chuyện này chỉ có tôi, anh và người nhà của nạn nhân biết mà thôi. Anh hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi xin phép. Tôi xong việc rồi, cô vào đi. Có chuyện gì à? Tôi nghĩ không cần nữa rồi. Tôi xin phép. Trước đây tôi đã hiểu lầm anh. Chuyện gì? Tôi không cố ý nghe trộm đâu. Tại cửa phòng không đóng. Wow, có cả giám đốc Ly xinh đẹp ở đây. Hôm nay đúng là ngày may mắn rồi. Tiện đây, em có muốn cùng anh chủ trì buổi quyên góp từ thiện không? Tôi là người mới, không đủ uy tín như anh. Sơn, ông đang tính làm gì vậy? Giám đốc Linh có ý tưởng tổ chức buổi quyên góp từ thiện cho gia đình nạn nhân bị tử vong. Không biết là tổng giám đốc của chúng ta định quyên góp bao nhiêu nhỉ? Tôi thấy ý tưởng của hai người hay đấy. Cứ triển khai đi. Tôi sẽ ủng hộ 10 triệu. Hả? Tổng giám đốc ủng hộ 10 triệu. Thế là ít hơn cả tôi đấy. Chính là số tiền ông còn đang nợ tôi đó. Ok. Ok. Tổng giám đốc keo kiệt.